Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Gió Biển sẽ đưa đến quý vị và các bạn những hình ảnh mới nhất về cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Khu vực đây là những cái đường dẫn vào cây cầu này. Có thể thấy nơi đây vào những giờ cao điểm hoặc là những ngày cuối tuần, nó như một cái nút thắt cổ chai vậy, nên cái việc mà di chuyển sẽ gây ùn tắc giao thông rất là nhiều khi cầu Vĩnh Tuy 2 chưa được hoàn thành. Nhưng chỉ khoảng 1 tháng hoặc là không đến 1 tháng nữa thôi sẽ hoàn thành trước mùng 2 tháng 9, thì cây cầu này sẽ đem lại tiềm lực phát triển thông thương rất là thuận lợi cho kinh tế phát triển Hà Nội khu vực này sang Long Biên. Chúng ta có thể thấy là từng đoàn xe hiện tại lúc đang buổi trưa mọi người nhé, thì những đoàn xe đi qua đây thì hiện tại vẫn là thông thương. Còn ở khu vực này thì chúng ta có thể thấy được những hình ảnh đã trải nhựa cây cầu này và những cái ngọn đèn cao áp đã được lắp đầy đủ, những ta luy của cây cầu này đã được xây dựng. Chẳng bao lâu nữa cây cầu này sẽ hoàn thành. Và cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư là hơn 2.538 tỷ đồng. Dự kiến vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới, cầu sẽ được thông xe toàn tuyến. Như vậy, sau hơn 2 năm thi công, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã hoàn thành công đoạn Hợp Long và đang băng băng về đích. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 1 năm 2021. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp 1 được xây dựng về phía hạ lưu song song với cầu giai đoạn 1. Tim cầu giai đoạn 2 nằm song song, cách tim cầu giai đoạn 1 về phía hạ lưu sông Hồng là 21,25m với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1. Mặt cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,4km. Mặt cắt ngang cầu là 19,25m với 4 làn xe, chiều cao tĩnh không là 11m. Cầu Vĩnh Tuy 2 được thiết kế gồm 53 nhịp, trong đó 44 nhịp Super T, 3 nhịp đúc hẫng và 6 nhịp dầm bản lỗng liên tục đúc trên đà giáo. Việc Hợp Long cầu chính vượt dòng chủ sông Hồng đánh dấu một mốc sự kiện quan trọng của công trình, đó là cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sẽ kết nối liền giữa hai phần dầm cầu đúc hẫng phía bờ quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, hoàn thành công tác thi công dầm chính vượt sông Hồng và hoàn chỉnh công tác thi công toàn tuyến từ bờ hữu sông Hồng sang bờ tả sông Hồng. Đây là tiền đề quan trọng để dự án bám sát mục tiêu thông xe vào đầu tháng 9 năm 2023. Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy có hai tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, sử dụng ngân sách của thành phố, được đầu tư xây dựng theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2. Và theo thiết kế thì cầu Vĩnh Tuy 1 và 2 có tổng cộng là 8 làn xe, trong đó 4 làn xe ô tô, 2 làn đường xe buýt và làn xe thô sơ. Sau khi hoàn thiện thì cả hai giai đoạn sẽ là cầu đầu tiên tại Hà Nội có làn dành riêng cho xe buýt. Sau khi hoàn tất khối lượng Hợp Long cuối cùng, nhà thầu sẽ tiếp tục gờ bê tông, lan can, lắp hệ thống chiếu sáng và cảnh quan cây xanh, thảm bê tông nhựa, sơn kẻ tổ chức giao thông để cầu Vĩnh Tuy thông xe giai đoạn 2 trước ngày 2 tháng 9, đồng thời tổ chức lại giao thông, lắp lại giải phân cách biên, sơn kẻ, tổ chức giao thông cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 để đồng bộ toàn bộ dự án xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2023. Đây là một công trình lớn có tổng mức đầu tư cao, mặt bằng thi công là dưới nước nên đòi hỏi kỹ thuật và sự tập trung rất cao đối với nhà thầu. Để hoàn thành khối lượng công việc và đảm bảo tiến độ thi công, đơn vị đã làm việc xuyên kỳ nghỉ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua. Những hình ảnh về cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, hiện tại những trải, những thảm nhựa rất là đẹp rồi, và phía bên kia thì cũng tương đối rồi. Một công tác thi công thần kỳ cho cầu Vĩnh Tuy 2. Mọi người cũng có thể thấy Hà Nội là đầu não của thủ đô, nên khi mà xây dựng thì chắc chắn một khi đã đề xuất là ngày hoàn thành thì chắc chắn là sẽ hoàn thành trước mùng 2 tháng 9, sẽ không có chuyện chậm trễ như ở các huyện, các tỉnh. Và đây là một cái công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội.
Và có lẽ là một thời gian rất ngắn, trong vòng tròn khoảng một tháng nữa thì cây cầu này sẽ hoàn thành. Việc thông thương hàng hóa di chuyển của người dân Hà Nội từ phía bên này sông sang bên kia sông sẽ rất là thoải mái và rộng rãi, thanh thang, sẽ gấp đôi cây cầu Vĩnh Tuy bây giờ hiện tại. Cái việc xây dựng của cầu thì được xây dựng bởi 100% kỹ sư và công nhân người Việt Nam, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ thi công mới để giảm thời gian khoảng 1,5 năm so với xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Mọi người cũng có thể thấy cầu Vĩnh Tuy 2 được xây dựng rất là nhanh chóng. Đơn vị thi công thì đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng hạ tầng để đảm bảo cầu có thể thông xe đúng như dự định. Sau khi cây cầu này được đưa vào sử dụng, kết nối đường vành đai 2 trên cao thì sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm thủ đô Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc của thành phố, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Hà Nội, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3. Ngày hôm nay thì Gió Biển cũng tới đây để quay những hình ảnh cận cảnh chi tiết xin gửi đến mọi người. Cây cầu này mọi người cũng có thể thấy là hôm nay thì nước sông Hồng rất là lớn, và cây cầu này hiện hữu đó là một cây cầu có thể nói là mặt bề lộng cầu sẽ là rộng nhất trong các cây cầu của Hà Nội sau khi hoàn thành. Một cây cầu đẹp tại Hà Nội, một cây cầu sẽ là điểm mới phát triển, hoàn thiện hơn nữa về kinh tế và mỹ quan của Hà Nội. Sẽ rất tuyệt vời khi chẳng bao lâu nữa, một thời gian rất ngắn nữa, cây cầu này sẽ hoàn thành. Mọi người có thể thấy là khoảng gần tháng nữa thì cây cầu này hoàn thành, thì chúng ta đi trên đường D Nguyễn Khoái sẽ rẽ luôn lên cây cầu Vĩnh Tuy 2 này, chứ không phải đi vòng vòng mất thời gian rất là nhiều khi vòng lại kia với vòng ngược lại thì mới lên được cây cầu Vĩnh Tuy 2 này. Và hôm nay thì Gió Biển cũng xin cập nhật những hình ảnh cận cảnh mới nhất về cây cầu Vĩnh Tuy 2, rất là đẹp, được trải những cái thảm nhựa tuyệt đẹp đây rồi. Và cây cầu có chiều dài 3,4 km, rất là dài. Video clip của Gió Biển hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được chia sẻ những hình ảnh về cây cầu mới này.